Trộm xoài nhà hàng xóm. Hả? Nè cháu, chợ ông hái quả cho đã nè. Bích à, sao con cứ trèo sang nhà hàng xóm bạc hoa quả nhà người ta thế hả? Nhà hàng xóm bỏ hoang, có ai ở đâu mẹ. Con không bạc cũng để rụng phí thôi mà. Căn vườn đó không phải bỏ hoang nữa rồi. Ông cụ hàng xóm tên là Tư bỏ đi lâu ngày đã trở về từ tháng trước rồi đó. Thảo nào mà vừa nãy con thấy có tiếng người, con sợ quá mới nhảy vào hàng rào về nè. Thôi, từ nay khu vườn đó người chủ đã về rồi, con đừng trèo sang nữa nha. Ờ, lạ nhỉ, hồi con còn nhỏ đã chưa từng thấy căn nhà đó có chủ mà. Chả lẽ ông Tư đó chỉ ở một mình, không có người thân sao? Ông ấy bỏ đi thì không ai trông nom căn nhà nữa hả bố? Bố mẹ của ông Tư đều mất từ ngày ông ấy còn trẻ cơ. Ông ấy cũng chỉ có một mình, không có anh em gì cả. Ờ, vậy ông cụ hàng xóm không có vợ con gì hả bố? Ông ấy... À mà thôi, chuyện của người ta, con hỏi làm gì? Thôi, thế mẹ cái Bích có định lên thành phố thì đi đi kẻo muộn mất. À, dạ vâng, con đi đây. Bích à, con ở nhà với ông bà ngoại phải ngoan con nha. Dạ vâng ạ, mẹ cứ đi đi. Bà ơi, sao hôm nào cũng ăn rau già không ngon gì cả? Ờ thì tại hôm nay ông Tư chỉ còn có rau này thôi, bà mua tạm đó con. Sao hôm nào bà cũng mua rau của ông Tư thế? Ngoài chợ nhiều rau ngon mà. Hay là bà để mai con đi chợ cho. Ờ, nhưng mà ông cụ hàng xóm già cả không có ra được chợ, chỉ bán rau ở đầu làng, bà muốn mua ủng hộ cho nên... Ôi trời ơi, bà ra đây tôi bảo. Nè con à, con ăn cơm trước đi nha, ông bà đi có việc một lát rồi về ăn sao vậy? Có chuyện gì mà ông bà có vẻ nghiêm trọng thế? Mưa to quá, hình như bà ngoại chưa có đóng cửa sổ. Trời ơi, đêm mưa gió thế này mà ông bà ngoại đi đâu vậy? Đêm qua ông bà làm cho con lo lắng quá. Giữa đêm mưa gió con dậy mà không thấy ông bà đâu hết. Ờ thì... Đêm qua, ông cụ hàng xóm lên cơn đau đột ngột. Ông bà phải giúp đưa ông cụ vào bệnh viện cấp cứu. Ờ mà, bà đã hỏi tiền viện thế nào chưa? Nên là sớm đi bà. Tôi cũng đã hỏi mấy chỗ rồi, nhưng mà... Thôi, mai bà gọi điện cho mẹ con Bích đi. Ờ, nhưng ông mà... Còn nhân gì nữa? Những lúc này vợ chồng già biết hỏi ai nữa đây? Nè ông à, mang vào luôn đi, kẻo cháu nguội hết đó. Ừ, tôi đi luôn đây. Bích à, có nồi cháo ở trong bếp, còn lấy ra ăn đi nha. Bà phải đi giặt quần áo để kịp sáng mai khô, còn mang vào trong bệnh viện nữa. Hả? Bà giặt quần áo cho ai vậy bà? Thì của ông cụ hàng xóm đó. À, mẹ về đó ạ. À. Ông ngoại ốm thế nào rồi hả con? Mẹ biết tin mẹ sốt ruột quá. Dạ, ông ngoại đâu có ốm đâu hả mẹ? Hả? Sao lại thế? Rõ ràng bà ngoại gọi cho mẹ, nói là ông ngoại bị ốm, cần một khoản tiền. À mà, thấy ông bà ngoại đâu? Ông bà ngoại đi vào viện suốt ngày, cả tuần nay ông bà vào chăm sóc cho ông cụ hàng xóm đó mẹ. Hả? Cái gì? Chăm sóc ông cụ hàng xóm ư? Ai như mẹ cái Bích về đó à? Bố mẹ à, chuyện là thế nào vậy ạ? À? Bố không hề bị ốm, tại sao mẹ lại báo cho con là bố bị ốm? Còn nữa, bảo con gửi tiền gấp về để chữa bệnh cho bố, trong khi bố vẫn khỏe mạnh như thế này. Bố mẹ làm cho con lo quá trời à. Mẹ đã bảo con không phải về đâu, mẹ lo được mà, sao con còn về làm cái gì? Sao con có thể không về được chứ? Con thấy bố mẹ hỏi số tiền lớn như vậy, chắc chắn là bố phải ốm nặng lắm rồi. Bố không sao cả. Bố tưởng mình bị bệnh, nhưng mà bác sĩ bảo không sao rồi. Trời ơi, thế thì may quá, bố mẹ làm cho con lo muốn chết à.
Hôm nay con đưa con bé Bích lên trên đó một thể. Nó cũng phải đi học hè rồi bố mẹ à. Ừ, con cũng đừng bắt nó học nhiều quá. Nếu cuối tuần rảnh thì lại về chơi với ông bà. Dạ. À mà, hôm trước con có gửi tiền về vì tưởng bố phải nằm viện. Nhưng bố khỏe lại rồi thì bố mẹ cho con xin lại nha. Số tiền đó con đang dự định sẽ đặt cọc mua căn nhà mới. Lúc đó thấy bố mẹ cần gấp cho nên không suy nghĩ nhiều, con lấy để chuyển về luôn. Số tiền đó thực ra là... Bố mẹ dùng số tiền đó vào việc gì rồi có phải không hả? Thật ra thì bố mẹ đã đóng viện phí cho ông Tứ, ông cụ hàng xóm bên cạnh nhà ta. Hả? Cái gì? Ông ấy đâu có thân thiết với nhà của mình. Từ ngày con sinh ra tới giờ, còn chưa từng nhìn thấy mặt ông ấy nữa kìa. Không được đâu, con phải đòi lại số tiền đó. Ông ấy đâu hả mẹ? Ông ấy ở viện hay là về nhà rồi? Con phải sang ngay mới được. Kìa con à, không được làm như vậy. Mẹ, chúng con phải đi vay khắp nơi để đủ tiền mua nhà. Vậy mà bố mẹ lại mang cả số tiền như vậy để giúp đỡ một người hàng xóm không họ hàng thân thích gì. Thôi bà ơi, tôi nghĩ chúng ta nên kể cho con nó hiểu mọi chuyện đi. Con à, ông ấy không phải người xa lạ đối với bố mẹ đâu. Ông ấy từng là chồng cũ của mẹ con cách đây 50 năm đó. Chồng cũ của bà ngoại sao? Cái gì? Sao không thấy bố mẹ nói với con chuyện này? Nhưng mà kể cả ông cụ ấy là chồng cũ của mẹ, hai người đã chia tay rồi thì đâu có nghĩa vụ... Chuyện không như con nghĩ đâu. Chuyện là hồi đó giữa lúc giặc hoành hành, hai miền Nam Bắc chia cắt, rất nhiều thanh niên đã tình nguyện lên đường đánh giặc. Ông Tứ vốn là thanh niên có chí, lại hiền lành thật thà, cho nên mẹ thương ông ấy lắm. Bố mẹ ông ấy lại mất sớm nên ông ấy tự lập từ nhỏ. Vì yêu và thương mẹ nên đã đồng ý cưới ông ấy mặc cho ông bà ngoại của con phản đối. Lúc đó mẹ con vừa mới cưới ông Tứ chưa đầy một tuần thì ông Tứ phải lên đường nhập ngũ. Anh phải nhớ viết thư về cho em nha. Nhất định rồi, ngày chiến thắng sẽ tới nhanh thôi, anh sẽ trở về. Cô Mận, có tin từ đơn vị chú Tứ gửi về. Dạ, có thư của nhà em hả bác? Không phải thư mà là... Là giấy báo tử sao? Không thể nào. Nhà em nói rằng sẽ trở về cơ mà. Năm năm sau, đất nước hòa bình trở lại. Bố của con cũng là đồng đội của ông Tứ đã về tìm mẹ và mang kỷ vật của ông Tứ về trả lại cho mẹ. Thương mẹ con tuổi còn trẻ mà quá bùa. Bố đã ngỏ lời xin cưới bà ấy, nhưng phải đến 8 năm sau bà ấy mới nhận lời lấy bố. Nhưng mà khi mẹ vừa sinh con được hơn 1 năm thì... Con gái, cố lên nào, lại đây với bố. Vợ mình và cậu Hùng, đồng đội của mình đã xây dựng gia đình với nhau rồi ư? Anh Tứ. Đơn vị đã gửi giấy báo tử, cho nên em cứ tưởng... Anh cũng tưởng mình không còn sống được nữa. Khi tỉnh lại, anh đã bị mất trí nhớ, không tìm về được đơn vị. Đơn vị tưởng anh đã hy sinh, cho nên đã gửi giấy báo tử cho em. Tứ à, cậu đã về à, còn định đi đâu bây giờ? Thấy Mận và cậu hạnh phúc là mình yên tâm rồi, không phải lo cho mình đâu, chiến tranh mà. Sau đó, vì sợ mẹ và bố con khó xử, nên ông Tứ đã bỏ nhà cửa vườn tược và đi biệt tích. Tới bây giờ, khi đã tuổi già sức yếu, ông ấy mới trở về với mong muốn sống những ngày cuối đời tại quê hương. Vừa rồi trở về, vết thương từ hồi chiến tranh lại tái phát, xung quanh chẳng còn người thân nào,
ông Tứ một mình chịu cơn đau từ ngày này sang ngày khác. Đêm mưa đó, ông Tứ gục xuống sàn đột ngột nên phải đi viện. Bác sĩ nói cần phải mổ để lấy viên đạn còn ở trong cơ thể của ông Tứ ra. Ông Tứ thì không có chút tiền nào, hằng ngày chỉ trông chờ vào tiền bán rau vay tiền trợ cấp thương bệnh binh. Lúc đó bố mẹ cũng bí quá, cho nên mới nhớ tới tiền của con. Bố mẹ biết là mình không nên làm như vậy, khó khăn lắm con mới tích góp được chứ. Nhưng mà bố mẹ đã tính sẵn rồi, sau này mẹ bán hết ruộng vườn là có thể đủ tiền trả lại cho con. Bố mẹ à, con xin lỗi, con thật quá ích kỷ phải không? Giờ con mới hiểu, chiến tranh dù đã qua đi rất lâu nhưng vẫn có những sự hy sinh thầm lặng mà không có tiền bạc nào có thể bù đắp được. À, mẹ ơi, mẹ con mình cũng vào viện thăm ông Tứ đi mẹ. Nhất định rồi, chúng ta sẽ ở đây cùng với ông bà ngoại chăm sóc cho ông Tứ con nha. Ai cũng có một người thầy. Cô hiệu trưởng thích nhỉ? Được tất cả các thầy cô khác chúc mừng thì cô hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy lớp nào, được mọi người chúc mừng là chuyện bình thường mà. Đứng đây xem chút đi. Cảm ơn tất cả các thầy cô rất nhiều. Chúc cho sự nghiệp trồng người của chúng ta ngày càng thành công hơn nữa. Nè, mẹ cậu vẫn ở lại trong đó kìa. Ừ nhỉ, sao mọi người ra hết rồi mà mẹ tớ chưa ra? Mọi người mới cùng chúc mừng cô hiệu trưởng rồi mà, sao mẹ cậu lại tặng quà nữa? Kiểu này chỉ có thể là mẹ cậu muốn được ưu ái đi mà. Bảo sao, năm nào mẹ cũng là giáo viên giỏi. Cậu không được phép nói như thế, chỉ là món quà thôi, có gì to tát đâu. Thì sự thật rành rành ra đó thôi. Là quà, sao mẹ cậu không tặng khi mọi người ở đó, mà lại lén lút ở lại sau để tặng? Thế chẳng là đút lót còn gì. Cậu... có chuyện gì thế con? Ô kìa, con làm sao thế? Sao mẹ hỏi không trả lời? Nè, cô Ngân mẹ của Đan trông vậy mà đút lót. Thế mà lúc nào cũng dạy bọn mình làm người phải ngay thẳng, chân chính. Sao cậu biết? Đút lót ai? Kể cụ thể xem nào. Thế này nhé, hôm qua... hôm nay con sao thế? Ăn từng hạt cơm thế à? Bà cũng thấy hôm nay con rất lạ. Có chuyện gì thì nói cho bà và bố mẹ cùng nghe đi con. Không có chuyện gì đâu bà. Không có chuyện gì sao trong con rầu rĩ vậy? Con đã bảo không có chuyện gì, bố mẹ ăn cơm đi ạ. Sao con... con nói không sao là không sao. Đan, sao con dám có thái độ như thế trước mặt bà và bố mẹ? Con có biết đó là một tính xấu không? Đúng, con xấu, nhưng còn chưa xấu bằng mẹ. Mẹ luôn dạy người khác phải sống tử tế, vậy mà chính mẹ lại làm những việc đáng xấu hổ. Mẹ đã đút lót cho cô hiệu trưởng để lấy danh tiếng, mẹ phải lén lút quà cáp làm con xấu hổ với bạn bè. Hỗn láo, con dám dùng thái độ đó để nói chuyện với mẹ con phải không? Các con cứ bình tĩnh ăn cơm đi, cứ để con bé ở bên đó, lát mẹ qua nói chuyện với nó. Đan, cháu nghĩ về mẹ cháu như vậy sao? Cháu cũng không muốn tin điều đó, nhưng chính cháu đã tận mắt nhìn thấy. Cháu xấu hổ lắm bà ơi. Bạn bè đều nói mẹ cháu hối lộ. Mẹ cháu là giáo viên trong trường mà còn làm như vậy, thì cháu biết phải trả lời với bạn bè như thế nào. Mẹ làm cháu thấy thất vọng lắm. Vừa rồi cháu đã quan sát Đàn chứ? Dạ vâng ạ, con mèo thật đáng ghét. Cháu có thấy là khi thấy có vấn đề nguy hiểm, việc trước tiên là đàn gà con chạy theo tiếng gọi của mẹ mình không? Dạ. Cháu à, phản ứng đầu tiên của đàn gà con khi bị con mèo nhào tới là chạy theo mẹ mình. Điều đó chứng tỏ
Trước hết, chúng đã rất tin mẹ của chúng, phải không? Dạ, vâng. Vậy còn cháu thì sao? Sau khi cháu chứng kiến mẹ tặng quà cho cô hiệu trưởng, việc trước tiên cháu làm có phải là hỏi mẹ để xác nhận mọi chuyện không? Có phải là tin tưởng mẹ mình trước khi nghe những lời nói của người ngoài không? Dạ cháu vẫn chưa hỏi mẹ ạ. Vậy là cháu đã nóng vội phải không bà? Nếu cháu đã nhận ra như vậy rồi á, thì bà cháu mình cùng về để hỏi mẹ nha. Cháu có muốn như vậy không? Dạ có ạ, nhưng mà mẹ cháu đang rất giận, cháu đã làm mẹ buồn. Không sao, mọi chuyện đều có thể giải quyết hết mà cháu. Nào, bà cháu mình về thôi. Mẹ, con đã về rồi đấy à? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi như vậy là tốt rồi. Lần sau có chuyện gì con phải tâm sự cùng bố mẹ, không được tự mình suy diễn rồi hậm hực trong lòng như thế, con hiểu chưa? Nhưng mà mẹ ơi, vậy tại sao mẹ lại tặng quà cho cô hiệu trưởng ạ? Cô bé ngốc của mẹ, con nghĩ mẹ làm vậy là để đút lót phải không? Mẹ mà làm như thế thì mẹ còn tư cách gì mà dạy dỗ các con, dạy dỗ học sinh của mẹ nữa chứ? Vậy là sao ạ mẹ? Ai cũng có những người thầy. Ngày nhà giáo Việt Nam, mẹ được học sinh chúc mừng và mẹ cũng luôn nhớ về thầy cô của mình. Cô hiệu trưởng dù giờ là đồng nghiệp nhưng mà trước đây đã dạy dỗ mẹ nhiều năm và là cô giáo của mẹ. Mẹ chỉ tặng món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn với cô trên danh nghĩa học trò cũ. Không phải đút lót con nhé. À, thì ra là vậy. Cô hiệu trưởng là cô giáo của mẹ. Mẹ dạy cùng trường với cô giáo của mình. À, đúng rồi đấy con à. Cô hiệu trưởng chủ nhiệm mẹ con những 4 năm cấp 2 cơ đấy. Giờ thì con đã hiểu mọi chuyện rồi ạ. Con xin lỗi. Từ sau có ai nói gì, con cũng không tin nếu như chưa hỏi mẹ. Đúng rồi, vì mẹ là mẹ của con mà. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Hai lời nói dối. Các bạn nghe nhạc thân mến, những bản nhạc các bạn nghe tối nay được thể hiện bởi nghệ sĩ piano tài hoa Lương Bằng. Có một đôi hôm nào đến cũng tiếp cho anh rất hậu. Quả này chắc thành khách ruột của anh rồi. Kìa, cái đôi ngồi ở hàng ghế đầu ấy. Anh đừng có việc kiếm tiền chữa bệnh cho em mà ra ngoài lừa gạt người ta nữa. Mình không mù lòa gì mà làm thế phải tội đấy anh à. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Đó chỉ là những lời nói dối vô hại. Chúng ta có cướp bóc hay ép buộc ai đâu. Họ có điều kiện thì họ cho mình thôi. Kia chẳng phải vị khách hôm trước sao? Thôi, mình quay về phòng đi em. Trời trở lạnh rồi, ra ngoài không tốt đâu. Nhưng sao tự nhiên lại thế? Thì ra cậu ta là bác sĩ ở đây. Vụ mình giả mù mà lộ ra thì khốn. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Tôi báo cho anh một tin vui. Anh còn nhớ vị khách sộp hôm trước không? Hôm nay anh ta đã đề nghị anh đến đi biểu diễn tại nhà đấy. Vậy sao? Hay quá! Thế này thì tôi phải mời cậu một chầu mới được. Cảm ơn anh đã đồng ý đến nhà chúng tôi chơi piano. Cậu đừng nói thế. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi vợ chồng cậu lại đặc biệt yêu thích tiếng đàn của tôi. Lát nữa vợ tôi đến, anh hãy bắt đầu bản nhạc luôn nhé. Cậu yên tâm, tôi nhớ rồi. Một buổi tối thịnh soạn với tiếng đàn piano. Anh làm em bất ngờ quá. Chồng em sao tự nhiên lãng mạn thế này? Thì anh quan tâm em thôi mà. Ở vị trí giám đốc, chắc công việc của em áp lực lắm. Anh chỉ muốn làm gì đó để em thư giãn thôi. Chuyện gì thế này? Nếu đây là vợ cậu ta, thì cô gái cậu ta tình tứ ở quán cà phê là ai? Thôi kệ đi, dù sao cậu ta cũng thưởng cho mình rất hậu hĩnh. Chẳng việc gì mình phải gây thù chuốc oán với cậu ta. Chị nghĩ mình hiểu chồng lắm hả? Xin lỗi nha, nhưng mà anh ấy tìm đến tôi trước đấy nhé. Chồng tôi thế nào, tôi là người rõ nhất. Dù cô có làm gì thì cũng không thể phá hoại được tình cảm của chúng tôi đâu. Đây là cô người tình hôm trước của cậu Lâm mà.
Sao dạo này mình hay gặp họ ở đây thế nhỉ? Thế bao giờ anh mới giải quyết chị vợ của anh đây? Em bình tĩnh đi xem nào. Cô ta đi làm tích mít suốt ngày, đem tiền về cho chúng ta tiêu xài, cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến em. Cứ thế này không phải tốt sao? Thật ra là anh đang dụ cô ta đầu tư vào chỗ này chỗ kia, rồi giả vờ bị thua lỗ nặng. Xong xuôi, chúng ta sẽ có một khoản lớn. Thật không thể chịu được, đúng là đám cặn bã. Sao thế anh? Có chuyện gì làm anh tức giận thế? Em có nhớ cái cậu Lâm hôm trước anh kể không? Cậu ta... Anh đã chứng kiến mọi chuyện, sao anh có thể im lặng như thế được? Cuối cùng chỉ có cô vợ là thiệt thòi. Không chỉ bị lừa hết tài sản, mà còn mất cả tuổi thanh xuân để tin tưởng một kẻ tồi. Thì anh cũng bất bình lắm. Nhưng nếu nói ra, họ sẽ biết anh giả mù. Cậu ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện đó. Anh sẽ chẳng thể đi diễn ở đâu được nữa. Nếu giờ anh không vạch trần mọi chuyện, chẳng khác nào anh đã hại một đời người rồi đấy. Tôi biết có thể cô sẽ không tin tôi. Cô sẽ khinh thường một kẻ lừa đảo như tôi. Nhưng cô hãy nghĩ xem, tại sao tôi lại bất chấp việc có thể mất miếng cơm manh áo để cho cô biết điều này? Em... Sao em lại ở đây? Không phải hôm nay em đi công tác à? Sau hôm đó, nghe nói cô vợ đã ly hôn một cách nhanh gọn và lạnh lùng. Phụ nữ mạnh mẽ như cô ta quả là hiếm thấy. Khi yêu thì tin tưởng tuyệt đối, khi bị lừa dối thì sáng suốt và dứt khoát. Mong cô ấy sớm tìm được người có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi, sao anh lại khổ thế này? Chuyện này là thế nào? Có chuyện gì với cậu Lâm thế cô? Tôi xin anh tuyệt đối đừng kể cho vợ anh ấy. Tất cả những chuyện xảy ra đều là kế hoạch của anh Lâm. Là bác sĩ ở đây nên anh Lâm vô tình biết được hoàn cảnh của anh. Vậy nên anh ấy mới quyết định lợi dụng anh để làm bằng chứng ngoại tình của mình. Chúng tôi tưởng rằng kế hoạch đã đổ vỡ khi anh vẫn cứ im lặng. Nhưng may thay anh đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi và vạch trần tất cả. Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu thấy khỏe hơn chưa? Sao anh lại ở đây? Mày đã nói hết mọi chuyện cho anh rồi sao? Sao cậu phải một mình chịu khổ như vậy? Có gì á thì vợ chồng cùng nhau giải quyết chứ. Khi mà cô ấy đang trẻ trung, xinh đẹp, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, tôi không thể để cô ấy phí hoài thanh xuân bên cạnh một kẻ sắp chết. Mình và cậu ấy đều là những kẻ lừa dối. Nhưng nếu mình nói dối để nhận được lòng thương hại, thì cậu ấy lại nói dối để chối từ lòng thương hại. Mình thật đáng xấu hổ. Dành cho nhau gia vị ngọt ngào. Trời ơi, giờ này mà anh còn ngủ được hả? Sáng giờ cứ chỉ mình tôi quay cuồng với cơm nước, giặt giũ. Chẳng hiểu tôi có chồng hay là không đây nữa. Biết thế ngày xưa mình ở vậy còn sướng hơn. Anh đi làm đi. Chủ nhật mà anh cũng đi làm hả? Ừ, có việc đột xuất nên phải đến công ty ngay. Anh đừng có lấy cớ, ngày nghỉ nào cũng tìm cách ra ngoài, chả giúp đỡ vợ con gì. Đột xuất gì mà đột xuất hoài vậy? Ừ, em làm sao đấy? Anh có việc thật chứ sao? Vâng, lúc nào anh chả có lý do chính đáng. Tùy em, muốn nghỉ gì thì nghỉ. Mà hôm nay anh cũng về muộn chút, em và con cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ. Anh muốn đi đâu thì đi đi, tôi cũng chẳng cấm cản nổi rồi. Ơ, không thể chịu nổi, thật không còn coi mình là gì nữa rồi. Mới có mấy năm mà giờ khác quá. Ngày ấy khoác lên người chiếc váy cưới hân hoan là thế, đâu có tưởng tượng ra hôn nhân lại buồn tẻ như thế này. Chẳng phải đó là xe của chồng mình hay sao? Nhiều khi anh thấy buồn lắm mà chẳng biết làm thế nào. Chả biết em thế nào,
chứ vợ anh hay tương cho mấy câu sóc óc lắm. Mỗi lần vợ nói như vậy chỉ muốn nhanh ra khỏi nhà. Vẫn biết như vậy vợ chả ưa, nhưng mình cũng không chịu được. Thực ra anh cứ phức tạp, chứ phụ nữ chúng em cũng đơn giản lắm. Chỉ cần đàn ông các anh tâm lý chút là cục diện khác liền à. Hóa ra việc đột xuất của anh là đây hả? Chịu thôi, kiểu nào cũng khó chịu. Em à, anh đang tính chuyển sang công ty mới gần chỗ em làm. Lương thấp hơn chút, nhưng có cơ hội thăng tiến. Mà quan trọng là... Anh có giỡn hơi không đấy? Ai lại làm thế? Đẻ thêm đứa nữa, lấy gì mà đổ vào miệng? Hay là anh đừng có mà nói là bị công ty đuổi việc đấy nhé. Không thể chấp nhận được. Đi với gái kể chuyện nói xấu vợ thế này. Vợ anh mang thai đứa đầu vất vả lắm. Nên nghĩ có đứa thứ hai tìm được chỗ làm gần vợ, tiện chăm sóc luôn. Mà cô ấy chưa nghe nói hết câu, đã xối cho một trận. Nên thôi, dừng kế hoạch. Đấy, chính là vì anh đã không chịu nói hết nhẽ với vợ. Anh đã bảo phụ nữ các em kiểu gì cũng nói được mà. Không lãng mạn thì kêu nhàm chán. Mà lãng mạn thì toàn ném cho mấy câu khiến cục hứng hết. Hoa anh tặng em. Hôm nay trở trời hả? Sao tự dưng anh lại mua hoa tặng vợ? Thì anh thích. Tặng em vì em cho anh được làm bố của các con anh. Vẽ chuyện mà hay làm gì có lỗi với vợ hả? Sao đừng có thế nữa, còn bao nhiêu thứ phải lo, phí tiền. Thực ra cũng thương vợ. Từ sau khi có con, tính tình trở nên khác đi, hay nghĩ ngợi, dễ cáu bẳn. Dần dần mình cũng ngại nói những lời ngọt ngào với vợ. Chẳng hiểu sao giờ nói những lời ấy cứ thấy sính sẩm, ngượng ngượng sao á. Anh nghĩ thế càng không được. Thực ra khi con cái lớn hơn một chút, mọi lo toan cũng giảm dần. Nên phụ nữ chúng em lại rất cần những giây phút quan tâm của chồng. Thật à, em có vẻ kinh nghiệm nhỉ? Chứ sao nữa? Toàn nói chuyện vợ, không hiểu hai người này. Thật may, đợt vừa rồi mà không có anh giúp thì không biết chồng em sẽ thế nào. Em biết anh cũng bận, nhưng không thể chỉ cảm ơn qua điện thoại được, nên phải gặp anh bằng được thế này. Nhất định chồng em khỏe hẳn, sẽ mời gia đình anh cùng tổ chức buổi đi chơi cho vui mới được. Thì ra họ chỉ là bạn. Mình thật là lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho chồng. Ok, nhất định rồi. Anh phải về nói khéo với vợ mới được. Cô ấy là chúa tiết kiệm, không muốn vẽ vời gì đâu. Công nhận, phụ nữ chúng em cũng phải rút kinh nghiệm. Mình mới là người vô tâm. Những toan tính nhỏ nhặt đàn bà của mình đã vô tình biến chồng thành người đàn ông khô khan. Thế mà có lúc mình lại sao lòng với người đàn ông khác. Mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà không biết rằng chính mình đã dập tắt ngọn lửa yêu thương lãng mạn trong chồng. Anh về rồi đấy à? Các con đi đâu hết rồi em? Chiều nay ông bà sang chơi rồi đón sang bên đấy luôn rồi anh à. Lát mình ăn xong sang đón con về. Hôm nay vợ hơi khác nha. Này, liệu em có làm gì có lỗi với anh không? Có lỗi cái đầu anh ấy. Chẳng phải ngày xưa anh cứ mua gì về tặng em là em đều nói thế sao? Hôm nay em xem lại hình cưới mà chợt nhớ hồi đầu của chúng ta quá. Bao lâu nay em toàn ca tháng, kêu ca phàn nàn anh mà không chịu lắng nghe anh. Em đã khiến tình cảm vợ chồng mình có quá nhiều vị mặn mà thiếu đi các gia vị khác. Đúng rồi đó, thảo nào dạo này nhà mình hết mắm muối liên tục, còn đường với mì chính ăn mãi chẳng hết, em nhỉ? Từ hôm nay em quyết định rồi, em sẽ thay đổi. Em mong mình sẽ luôn thấu hiểu nhau, dành thời gian cho nhau, thỉnh thoảng đi đâu cùng nhau, được không anh? Thật ra cũng do tự anh nhận mình cũng là một người chồng tệ, chưa biết chia sẻ cùng em nhiều việc, để em phải vất vả quay cuồng với nhiều thứ, nên mới tạo ra một bà chằng như thế. Vẫn tranh thủ nói xấu vợ hả? Dù bà chằng hay nàng tiên thì vẫn là vợ anh mà. Tới đây mình đi du lịch nhé, anh hẹn với vợ chồng thằng Minh rồi. Em đợi câu này lâu lắm rồi đó. Những giờ kiểm tra. Nè, cho cậu chép bài của Ngọc. Kệ tớ. May mà thầy đi xuống cuối lớp, không thì
Đúng là số mình luôn hên. Này, ban đầu bên giải thầy ấy, tụi nó học giỏi vật lý nhỉ? Kiểm tra toàn thấy điểm cao chót vót. Nhưng mà cái Na chuông chép bài cái ngọc chứ gì. Thế các cậu cũng biết hả? Cậu mới chuyển đến nên không biết đấy thôi. Ban đầu chỉ có cái ngọc là học giỏi, còn cái Na thì chuyên chép bài cái ngọc, mấy môn tự nhiên dốt đặc ấy. Thì ra là thế. Na tệ thật đấy. Siêu tệ. Chúng tớ ngồi cạnh cũng góp ý rồi mà nó có nghe đâu. Bọn con gái bao bọc nhau kỹ lắm, nên từ đầu năm học đến giờ cái Na vẫn chưa bị thầy cô nghi ngờ. Cái Ngọc có thì học giỏi nhưng lại thương bạn, không phải lối sao ấy. Chả lẽ mấy đứa tớ đi mách cô thì lại mang tiếng con trai mách lẻo, chỉ còn cách trêu chọc nó để cả lớp cùng biết cho nó xấu hổ. Vậy có được không? Thì ra mấy đứa nó đều biết cả sao? Đúng là mấy đứa con trai nhỏ mọn hay soi mói. Lần này các em làm bài rất tốt. Các em trả bài rồi, thầy kiểm tra miệng nhé. Vâng ạ. Ban đầu lại toàn 9 với 10 này. Cái Na cũng 9 đây này. Ghê. Hôm nay lấy tinh thần xung phong nhé. Thưa thầy, bạn Na xung phong ạ. Này, cậu làm như thế. Ừ, cả lớp còn mỗi em Na chưa có điểm miệng này. Em lên bảng đi. Siêu sao vật lý chuẩn bị ghi bàn kìa. Em có biết công thức tính lực hấp dẫn? Sao? Na không thuộc bài à? Kiểm tra một tiết hôm nọ có mấy bài tính lực cơ mà. Em... Thôi được rồi, em giải giúp thầy bài 22 trong sách bài tập. Thôi, em về chỗ đi. Thưa thầy, hôm nay em hơi mệt nên... Được rồi. Thôi xong, thế là từ nay thầy biết trình độ học của mình rồi. Loài tầm gửi chuyên sống kiểu bám ký sinh các em ạ. Chúng mọc và phát triển trên thân cây khác, mặc dù chúng cũng có lá xanh để tự quang hợp. Tầm gửi, đúng là tầm gửi rồi. Ban đầu bên kia là họ hàng tầm gửi chính hiệu. Các cậu nói linh tinh gì thế hả? Thôi đi, còn gì nữa? Thôi là thôi thế nào? Cô rất buồn vì trong lớp ta có những bạn không thực sự nghiêm túc làm bài khi kiểm tra, lại có những bạn giúp bạn không phải lối. Đúng như các thầy cô bộ môn khác phản ánh, bài kiểm tra toán hôm qua, cô quản nghiêm ngặt và kết quả làm cô vô cùng thất vọng. Ban đầu ấy, cái Na chứ ai, làm cô chủ nhiệm phải bận lòng như thế. Còn cụ thể là ai, thì cô yêu cầu các em tự giác kiểm điểm vào giờ sinh hoạt tuần này. Ban đầu là họ hàng tầm gửi đấy chúng mày ơi. Còn nhớ bài giảng sinh học hôm trước không? Đúng luôn. Họ hàng tầm gửi, quá đúng ấy chứ. Cuối cùng cũng lộ tẩy. Kìa Na, cậu sao thế? Bọn mình trêu thế là quá đáng. Tụi con gái rất nhạy cảm. Tớ thấy cái Na khóc dữ lắm. Tại tụi này thấy cái Na học mấy môn xã hội cũng có đến nỗi nào đâu. Tính nó ỷ lại, dựa dẫm nên thành như thế đấy. Nhưng dù sao, muốn giúp Na, mình cũng không thể dùng cách trêu chọc bạn ấy nữa. Na ơi, tớ xin lỗi vì mãi không giúp cậu tiến bộ lên được. Tớ dạy người khác tớ kém lắm, nhưng tớ sẽ cố hơn. Mình cùng nhau cố gắng nhé. Có lẽ các bạn nói đúng, việc chép bài của nhau là không nên. Tớ hiểu rồi. Quả thật là tớ không có kiến thức mấy môn tự nhiên ấy. Mấy hôm nữa là thi cuối kỳ rồi. Na ơi, cậu đọc đi này. Na ơi, chúng tớ sẽ giúp cậu học thêm. Đừng buồn vì mấy lời trêu chọc nữa. Tụi này cũng chỉ muốn giúp cậu thôi. Tớ phụ trách môn lý, còn thằng Kiên, thằng Tùng môn hóa, môn toán từ cuối giờ ngày mai nhé. Vậy là tốt rồi. Thì ra là thế. Vậy mà tụi mình cứ tưởng Ngọc chỉ biết cho Na chép bài riết. Đúng là tớ có lỗi mà. Tớ cứ nghĩ để Na chép rồi tớ sẽ giảng cho cậu ấy sao. Trước hết là có điểm tốt đã. Chúng tớ đã sai khi làm như vậy. Na ngày càng hỏng kiến thức. Không phải đâu, là vì tớ không muốn bị điểm xấu.
bị cha mẹ trách mắng. Ngọc, Ngọc chỉ... À, được rồi, chúng tớ hiểu hết rồi. Có chúng tớ cùng giúp, thế nào Na cũng tiến bộ nhanh thôi. À, chúng tớ cũng đã sai khi nghĩ rằng trêu chọc là cách giúp cậu. Sai ở đâu chúng mình sẽ sửa ở đấy. Na cũng thông cảm cho tụi mình nha. Thôi, cùng học bài nhé. Tớ tin thầy cô và cả lớp mình sẽ sớm nhận ra sự cố gắng bằng thực lực của cậu thôi Na ạ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Na tiến bộ lên từng ngày rồi nè. Tự dưng tớ thấy vui quá. Giờ thì tốt rồi. Sắp tới cậu ấy sẽ không còn sợ hãi khi đối mặt với những giờ kiểm tra nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.